Okay, here we are again. Picking up Uni. Yeah, mình đang đợi làm Uni, mình ăn lunch nữa nha. So Uni chỗ mình là có một hộp giống như nè, một hộp giống gì. Okay. Mà cái hộp này á là cái company này là của Nhật nha, không có phải là ở nhà mình mua cái con Uni ra mà mình mở ra đâu, không phải mua Uni và mở mình bỏ vô cái hộp đâu. Cái này là cái công ty nó có processing license đàng hoàng, tại mình nhà mình mở ra, nếu như mình cái con Uni mà mình ăn á, mình mua cái con sống về mình nướng lên á thì nó đã chín rồi. Còn thí dụ như mà mình mở ra mình ăn sống á thì nhiều khi mình cũng không biết nó có bacteria hay là cái gì, mỗi người có cái allergy, food allergy khác nhau. Cái này á thì người ta processing sẵn, người ta bỏ vô cái hộp, người ta seal là giống vậy. Mà cái hộp này á, mình ăn được, mình có thể giữ fresh được 3 days, 3 ngày. Nhưng mà còn mình có thêm, hôm nay mình có cái loại này á là nó có preservative, nó có cái chất bảo quản thì mình có thể last được 5 to 7 days. Thì nó cũng about the same amount of uni. Và cái này có thể last longer. Cái này thì nó fresh, nó không có chất bảo quản. Dạ, thì hai cái màu nhìn nó khác nhau không? Cái này là có chất bảo quản rồi, cho nên nó cái màu nó hơi lợt chút xíu. Còn cái này là fresh luôn. Nhưng mà nữ á, cá nhân nữ thì nữ thích ăn cái loại này, nó ngon hơn. Tại nó không có chất bảo quản, cái này ngọt. Hơn. Dạ, cho nên cái này thì nó hơi cứng hơn chút xíu. Dạ. Tại vì nó có cái chất bảo quản rồi. Mình nếu mà cái này nếu mà mình có thể để lâu hơn, mình có thể ăn được lâu hơn. So mình sẽ mở ra cho mấy bạn coi nha. Có nhiều người không có biết là ăn làm sao. Rồi cái này mình mở ra thì nó có đã seal lại giống như nè. Ok, cái hộp này giống như người ta làm, company người ta làm xong người ta seal lại, mình mở ra. Ok. Cái này là của công ty Nhật nha, không phải là mình ở nhà mình mua mấy con về mình tháo ra mình bỏ vô mình bán cho mấy bạn đâu, như công ty làm đàng hoàng của Nhật nha. Lâu lâu các bạn có thể thấy cái hộp này ở trong chợ H Mart, nhưng mà H Mart bán cái hộp này là 42 đồng. Ok, đó xong rồi đó, tháo ra vậy thì ở trong này để sợ nó đổ trên xe. Đó, ở trong này á nó có nước muối, nó có nước muối ở trong này, cho xe tự uống nước luôn. Thì nó có chất muối, thì nó có một cái chai nhỏ trong đây nè. Đó, mình dỡ nó lên. Ok. Rồi mình đổ cái nước muối ở trong này ra. Ok. Bây giờ mình đổ, mở cái xe này, vấn đầm cái này thì là lót cái này dưới đó nè. Đây cái đó đây. Nè, vấn dưới đi. Mình đổ nước muối ra. Ok, xong mình đổ cái nước muối này ra nha. Thấy không? Rất là vàng luôn, vàng ươm luôn. Cái này là all gray age uni nha. Thường thường trong một con uni á không phải là nó màu orange này hết, nó có thể là nó có màu hơi trắng hơn hay là hơi vàng hơn, nhưng mà cái này nó lựa mấy cái ngon nhất để nó bỏ vô đây đó. Giống như vậy mình chắc cái nước muối ra rồi bắt đầu mình ăn thôi. Mình có thể quấn làm sushi hay là mình có thể ăn sashimi sẵn trong đây, ăn với ginger, ăn với mình làm uni, mình có thể cook pasta. There are a lot of things that you can do with uni. Làm uni shot. Nó giống vậy đó. Mình lấy đồ ăn thử đi. Hay chảy nước miếng rồi đó. Nuốt nước miếng quá rồi. Ok. Rất là tươi. Ngon, mình đổ cái nước ra nha, tại ở trong này là cái nước muối đây nó giữ á. Rồi gọi lấy ra thì trời ơi ngon. Fresh, very fresh luôn. Nó ngọt, ngon gì đâu á. So good. Ok, bây mình ăn đó, đổ nước trên xe đó. Cái này là fresh nha đó, một hộp giống gì là gần 300 gram, là half a pound, nửa pound. Ok. Cái hộp này cũng giống luôn. Mình thường thường á mà mình ăn ở trong mấy cái restaurant á là mình ăn loại này nè, tại vì restaurant nó để cái này để được lâu ngày hơn, nó có thể được 5 ngày trong tủ lạnh. Nhưng mà là mình ăn thường thường mình ăn ú này là chỉ trong cái restaurant này mình chỉ ăn cái loại này thôi. Còn mình không có ăn được cái loại fresh này đâu. Cái loại fresh này á là lâu lâu nó mới có, nó mua vậy.
Dạ, yeah, trong restaurant á, trong restaurant á thì thường thường nó sẽ cho mình ăn cái loại này. Đó. Bây giờ mình thử cái này coi Phân. Thử cái này cho nó ra sao nó có khác biệt không. Cái màu thì nó không có đẹp bằng cái tươi, tại vì nó có chất bảo quản đó. Nó vẫn béo nhưng mà nó firm hơn. Ừ. Vì nó có chất bảo quản. Ngon. Nhưng mà mình vẫn thích cái này hơn. Dạ. Yeah. Cái này thì nó mềm hơn. Nó béo mà nó mềm mà nó ngọt hơn. Cái này thì nó hơi cứng hơn tí, giống như đậu hũ mà cái loại mà firm tofu với là soft tofu vậy đó. Cái này giống như là soft tofu, còn cái này nó giống như là firm tofu. Mà cũng rất là ngon, trời ơi. Nhớ nói giá này luôn đi. Chưa biết giá này, chắc cũng 30 á. Mà để chắc ăn lại mình phải double check on this. Ngon quá. Nhìn cái màu này không có đẹp bằng cái màu này. Nhưng mà cũng rất là béo. Để ăn thử cái này. Cái này tan trong miệng luôn. Dạ. Cái này mình còn nhai nhai chút xíu. Cái này thì ngon, nó rất là ngon, nó mềm, nó ngon dễ sợ luôn. Nãy Phấn mới vừa bỏ miếng nước tương vô đây. Mình thì thích ăn hơi mặn mặn. Bỏ tương vô. Thử cái này em. Cũng ngon lắm. Phấn bỏ không khoái này bằng này. Cái này màu, nó vẫn rất là béo. Màu không có ham lắm. Ngon mà nó ngon lắm, nó béo. Rất là béo luôn. Nó hơi firm hơn tí nhưng mà cũng rất là ngon. Ngon. Trời ngon quá. I can eat this all day. Cái này hả? Là các sáng trưa chiều tối thì mình vẫn ăn được. Dạ. Yeah. Mình nói nếu mình ăn một mình á, ăn hai hộp mà người ta không có tin. Mà nói thiệt, ăn một mình thôi là hai hộp rồi. Ngon quá. Thấy không? Ăn gấp mấy miếng là hết rồi, thấy không? Sắp hết rồi đó. Nè. Thôi. Video cũng dài rồi. Mấy bạn muốn ăn thì nhớ liên lạc với Ngọc Nữ hoặc là Jazz nha. Gọi số điện thoại hoặc là nhắn tin inbox. Ok. JJ Uni. Ok. Thank you. Have a nice day. Bye.